đã đến rồi, mang món quà cầu chúc sức khỏe. Kính chúc mùa xuân luôn trẻ khỏe đến với mọi nơi, quà cho sức khỏe cho gia đình tìm thêm chan chứa. Đã có Dr. Thành đến rồi, cùng mang món quà sức khỏe đến nhà. Nóng cay khiến ta chẳng lo lắng, thanh lọc cơ thể cùng tươi tắn. Cảm ơn tất cả yêu thích món quà sức khỏe cùng nhau uống. Tươi trẻ đón xuân Dr. Thành. Món quà sức khỏe tươi trẻ đón xuân. Là người khiến em biến trái đất thành thiên đường, sẽ mãi là một. Kính thưa quý vị khán giả thân mến, đây là hai gương mặt đã vượt qua hết tất cả để bước vào vòng trả lời câu hỏi. Hai gương mặt sát thủ của chúng ta ngày hôm nay. Và hai gương mặt này, ai sẽ trở thành hoa hậu hoàn hảo trong năm nay? Quý vị khán giả ngay bây giờ hãy cùng chờ thêm ít phút nữa. Ê, có thật mới giật được đạo. Đạo, đạo cái gì? Có đạo đâu mà xảo xảo. Bây giờ hai thí sinh của chúng ta ngày hôm nay sẽ phải trả lời 4 câu hỏi. Thời gian để trả lời mỗi câu hỏi đó chính là 10 giây. Ai trả lời nhanh nhất, chính xác nhất thì người đó sẽ có cơ hội đăng hoa ngày hôm nay. Dạ, dạ, dạ. Vâng, cảm ơn những tràng pháo tay của quý vị khán giả từ nãy đến giờ. Cảm ơn rất nhiều. Câu hỏi đầu tiên xin được phép bắt đầu. Câu hỏi đầu tiên, cái gì không ăn được vào buổi sáng? Cái gì, cái gì? Nói gì vậy? 8. Không ăn được vào buổi 7. Sáng. Câu hỏi liên quan đến gì hoa hậu đâu? Hả, nhân á? 5. À, chị phải tính cái thời gian đặt câu hỏi chứ. 6 giây. Cốc, lép bao tử. Xoài cũng lép bao tử. Sai. Cái không ăn được vào buổi sáng đó chính là bữa tối. Trời ơi, gì vậy? Câu trả lời thứ hai. Cái gì chỉ có con voi làm được mà con khác không làm được? 10. 9. 8. 7. Uống nước bằng vòi. 6. To. To như con voi. Sai hết. Đáp án là đẻ voi con. Tào lao. Câu hỏi thứ ba. Cái gì trên gương mặt của Nhi là đẹp nhất? Không có gì đẹp hết trơn á. Còn 5 giây. Lớp mày. 3 giây. 1. Hết giờ. Cái gì của Nhi cũng đẹp. Hư cấu. Câu hỏi cuối cùng. Quyết định nha, nãy giờ là không ai trả lời được rồi đó nha. Mọi người cẩn thận nha. Không lẽ MC như tôi lại đăng quang sao? Không được. Hai người cố gắng lên. Cây quạt thông gió trong toilet nhà mình có bao nhiêu cánh? 3 cánh. Còn 5 giây. Ủa? Toilet nhà mình có quạt thông gió hả? Anh Nhân. Có thiệt là bông cải với lại mè có thể giúp cải thiện trí nhớ không? Bông cải rất là nhiều vitamin B1 rất tốt cho não bộ của mình. Mè cũng vậy hả? Ừ. Mè thì chứa nhiều các khoáng chất ở trong đó và vitamin. Cái món này tên là gì anh? Bông cải trộn sốt mè. Cái này da heo đúng không? Da heo phồng. Cái miếng này mình phải luộc mình mới ăn được ha? Phải chần cho nó kỹ nha. À, lâu không? Lâu không? Cũng phải luộc kỹ một chút xíu á, khoảng 3 phút. Trà trốt. Vớt ra đi Ngọc. Ngâm luôn nước. Trứng gà thì mình bỏ vô mình luộc. Luộc luôn hả? Ừ. Trong cái luộc mình cho ít giấm vào. Luộc cái phần tôm nha. Anh đi rửa cho anh đi em. Rửa hết luôn hả? Ừ, rửa hết. Rồi. Mè là đã ăn rồi. Khoảng 4 muỗng. Mè đen. Mè đen. Sao mè anh ơi? Mè trắng trộn với nhau luôn. Ừ, muỗng rưỡi. Hay chạy. Nước sôi rồi anh ơi. Rồi. Trước khi cho tôm mình cho một ít giấm, cho anh một ít muối thôi. Cái da heo này mình phải vắt cho ráo nè. Thơm phải không? Sao? Bây giờ mình làm cái nước sốt mè trước đi, cho vào tủ lạnh cho nó ngon. Gồm có mè có trắng mè. Và mè đen xoay lên. Hồi nãy mình xay rồi đó. Sữa đặc 3 muỗng. Đó. Sốt mayonnaise. Trời ơi, béo vậy luôn hả? Thích quá nè, em thích ăn cái gì cho béo nè. Béo là mập đó nha. Không sao, chỉ có tập thể dục chăm chỉ lắm. 2 muỗng giấm táo. Rồi, còn gì nữa không anh? Nước luộc tôm. Anh không có sợ nó bị tanh đâu. Nó sẽ ngon hơn chứ. Ngọt hơn chứ. Lột cái này ra cho anh. Lấy lòng đỏ thôi, lòng trắng tặng em. Anh múc cái này. Quá nóng. Chuyên nghiệp quá. Chuyên nghiệp quá Thanh ơi.
chứ sao nữa, nóng quá nè. Ngon quá à, muốn ăn chấm muối ghê rồi đó. Mà anh phải lấy chùm đỏ hả? Ừ. Rồi, nước sốt nè. Nhìn đây. Ồ, nhìn ngon nha. Nước sốt xong rồi đó. Tôm xong rồi anh ơi. Mình cho nửa muỗng cà phê muối vô. Dạ. Mở lên đi. Cho vô tô mát cho anh. Ngọc không có lo ghi, lát nữa chút xíu quên rồi, cho coi. Em nhớ rồi, anh yên tâm đi. Thấy chưa, cải thiện liền, mặc dù chưa cái ăn bông cải của anh đã thấy cải thiện rồi. Là nhờ anh làm trứng chứ không phải là bông cải. Hay quá à. Rồi giờ làm gì anh? Xay đi. Anh ơi, sôi quá kìa, mình bỏ gì vô đây chứ? Mở ra đi. Mở ra hả? Ừ. Cho nguyên cái bông cải với lại đậu kia vô trước được anh? À, cho cà rốt vô trước. Rồi, đảo đi. Yes, sir. Anh không bỏ dầu gì hết luôn hả? Không. Để nó khô rang vậy hả? Ừ. Vậy là gọi là rang tôm mà đúng không? Ừ. Đâm vậy, anh chỉ cho nè. Cài vậy nè. Hay quá à. Cô Mai đó cô. Hả, cái gì, cái gì? Cô Mai đó. Phải chăng là chúng ta sẽ làm dê heo phô mai? Ủa, thiệt không? Sai rồi. Giả phô mai thôi. Giả phô mai, cái này là trứng mà. Ừ. Mở nắm vô. Ừ. Đó. Bí kíp. Thơm quá. Rồi. Sao mày? Anh đi rửa cho anh cái chảo. Yes sir. Yeah. Em có biết anh lấy ý tưởng sao không? Xà lách thông thường á thì mình luộc tôm, luộc trứng thì mình cắt mình bỏ vô phải không? Rồi. Còn bây giờ anh sẽ làm khác đi, là anh sẽ đem cháy tôm lên rồi cái phần lòng đỏ đó anh lấy lên. Anh rưới lên, đó là bí quyết món mình đó. Ừ, bây giờ bỏ này vô đúng không? Ừ, bí quyết chính đó. Bây giờ mình bỏ này vô hết. Chuẩn bị cho anh tô nước đá đi Ngọc. Sợi, hết sợi. Rồi mình cho luôn cả ớt Đà Lạt này vô trần sơ. 30 giây nữa mình sẽ vớt ra cho anh. Vớt đi em. Anh có chắc bông cải ăn được rồi chứ, em thấy nó xanh quá. Trời đất ơi, bông cải mình chỉ cần vừa trần vừa tới là được rồi. Mà nãy giờ em luộc lâu lắm đó. Vậy hả? Ướt nhiều mà. Tin anh đi. Cái đó anh bỏ cái dầu, có bỏ dầu vô không anh? Có, chút dầu. Có gia vị không anh? Chưa, bây giờ mình cho. Trời ơi, hấp dẫn rồi kìa, cái nước mắm. Thích nhất là hũ nước mắm đó cô Nhân. Ủa sao lúc nãy làm hai cái tô đá làm gì vậy? Chia ra em, cho nó đủ giòn á. Cái này mình xào vừa tới nè. Tiêu. Ngon quá. Rồi cái này mình vớt cho được bạn Ngọc ơi. Ngọc phải trộn đều tay nha. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8. Được rồi. Trời ơi, tuyệt vời. Tôm nè. Vô. Wow. Dạ heo nè Thanh ơi. Trời ơi. Đắt trứng lên trên hả anh? Ừ. À anh chừa lại là để trang trí lên đó hả? Đắt lên trên. Trời ơi. Hết sảy và bảy luôn á. Mình lấy chén đi. Lấy chén đi, thơm. Đi lấy chén luôn đi. Thơm quá. Công nhận. Ngon quá. Ngay lúc đồ ăn tới là bà tới nhào ấp vô liền. Rồi xin lỗi nha. Ngọc ơi lấy nước uống Ngọc ơi. Xin phép gia đình nha, nãy giờ là mọi người bảo đảm trong lúc mà nấu ăn là đã thử rồi đúng không? Chưa, sao em lấy đúng thôi cái chén của em vậy? Xin lỗi nha, chén chưa rửa nha. À, chén chưa rửa nè. Ừ. Còn có một cái thôi. Ừ, ăn chung đi. Ly đâu, tắt đâu. Ừ, anh Nhân ơi. Ừ. Em nói cái vàng vàng là trứng nè. Ừ. Đỏ đỏ là tôm nè. Ừ. Rau thì rất là vừa ăn mà giòn. Có một cái sốt béo béo này chua chua. Mời anh nè. Ừ. Thiếu. Có một cái mùi gì đó. Mè rang hả anh? Ừ. Ừ. Ừ, lòng đỏ trứng đó. Ngon quá, có hai nước đây, uống nước. Vô quá Nhân ơi. 1, 2, 3, 5.
anh Nhân phải cho em công thức món ăn này mới được, quá ngon. Em có, em nhớ rồi, lát nữa em ghi lại cho. Cái gì? Em nhớ luôn á hả? Bữa nay em không cần sổ luôn hả? Không. Nè, có ghi nè, mà ghi có một chút xíu à. Rồi. Điện thoại. Cái bông cải thì tất cả mọi thứ nó hòa quyện nhau, nó béo mà nó nghe mùi thơm mùi. Alo mẹ. À? Ừ, chào em. Nếu mà event ngày mốt á thì chị rảnh. Thông tin cá nhân của chị hả? Ừ, em viết lại đi, chị đọc nè. Ngày tháng năm sinh là ngày 21 tháng 5 năm 1990. Ngọc ơi, 21 tháng 5 là ngày sinh của chị. Baby, thế giới của em vốn rất nhiều đàn ông, nhưng chưa từng suy nghĩ phải xem lấy chồng. Ôi cuộc đời màu hồng. Baby, như bao ngày em vẫn thức dậy thật trễ, kéo cô bạn vô bếp vô cùng đam mê, chỉ nấu và ăn thôi. Oh yeah. Rồi ai kia mang bao món ăn ngon cho em bồi hồi, thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu đến cuối tuần. Ngày nào em cũng muốn bên anh cũng như đam mê ngọt ngào, đi nhìn vào bếp cũng là vì anh. Là nhan sắc về nhà thật mau để mình cùng nhau làm những món ăn ngon vui tận cùng với đời, tình yêu và nấu ăn sẽ mãi là một.